Các bạn thì các bạn biết đó, giống như khi mà mình sử dụng điện thoại, có những lúc thì mình sẽ không có cầm ở trên tay, mà mỗi lúc mình cần làm những cái việc khác, như chẳng hạn mình vừa ăn bánh mà mình vừa xem điện thoại, thì mình phải có một cái giá đỡ. Và các bạn thường hay sử dụng đó là cái giá đỡ đuôi khỉ. Cái giá đỡ đuôi khỉ đó là nó sẽ có một cái đoạn rất là dài để mình có thể điều chỉnh được cái góc mà mình mong muốn, đồng thời thì nó cũng sẽ có một cái kẹp. Cái giá đỡ đuôi khỉ đó tuy nó rất là tiện dụng nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là mình phải tìm được cái chỗ để mình kẹp. Đôi khi thì mình không có chỗ nào để mình kẹp á, nên là sẽ không có sử dụng được cái giá đỡ đó. Nên là ngày hôm nay thì mình mới vừa mua được một cái sản phẩm cũng khá là hay ho, mà giá của nó cũng rẻ thôi, cũng không có mắc, có mấy chục nghìn à. Thì cái giá đỡ này á, nó cũng tương tự giống như là một cái giá đỡ đuôi khỉ, nhưng mà nó có phiên bản cải tiến hơn một chút xíu. Cái giá đỡ này nó có tên là giá đỡ sâu lười dễ thương, cũng chả biết kêu là cái gì nữa. Có thể là như vậy đi đó, thì nó có thể xoay được là 360 độ, và cái chiều dài của sản phẩm này đó là dài 51 cm. Đó, chất liệu làm bằng cao su nè, có rất là nhiều màu, màu đen nè, màu xanh, rồi màu màu bạc hà, rồi màu màu hồng đó, có những cái loại màu ở đây nó sẽ hiện lên. Cái giá đỡ này tại sao mà nó tên hình con sâu ấy, các bạn nhìn vô cái hình nè, nó cũng tự tự giống cái con sâu thôi đó. Thì bên đây nó sẽ in màu của cái sản phẩm Made in China đó, có những loại màu khác nhau. Cái này màu xanh dương, mà màu xanh lá là màu đen với màu hồng đó, thì tự tự nó giống như những cái con sâu vậy đó, nó bám được lên tường. Sau đây thì mình sẽ mở cái sản phẩm ra. Ở phía bên trong hộp thì cũng không có gì đâu, chỉ có sản phẩm thôi chứ không có giấy hướng dẫn sử dụng đó. Thì đây là nó, đây là cái bát để mình gắn cái điện thoại của mình lên nè, nó sẽ cho mình rời và sau đó thì mình sẽ gắn lên. Thì nói sơ qua về cái sản phẩm này, các bạn có thể thấy là ở phía bên ngoài á, nó sẽ bọc một cái lớp cao su và nó thiết kế cái hình mà giống như những cái vảy của con rắn vậy đó. Đó, nhìn này kêu nó là con rắn đúng hơn, chứ tại sao kêu là con sâu nhỉ, đúng không? Cái này là gọi là giá đỡ con rắn thì nó sẽ hay hơn, bởi vì cái da của nó y chang như da chăn hay da rắn gì luôn á, y chang đó. Nó sẽ bọc một cái lớp như vậy và có những cái cục ô lên như thế này, là những cái khớp nối đó, những cái khớp nối để nối lại với nhau thành một cái da này. Trên đây sẽ có một cái đầu vít để mình dặn cái bát đỡ này lên. Đó, thì mình có thể linh hoạt nè, mình kéo nó ra, mình sẽ điều chỉnh theo cái hình dáng mà mình mong muốn. Nói chung là nó cũng khá là chắc chắn đó, không biết ở phía bên trong chất liệu nó là cái gì. Ở đây thì nó có một cái lỗ nè, mình có thể nhìn thấy được cái chất liệu ở phía bên trong. Mình không biết, mình dạng mà giống như là cây kẽm vậy đó, giống như là cái thanh nhôm á, giống như cái thanh nhôm mà cái thanh nhôm phơi đồ của mình vậy đó. Nó cũng tự tự giống như vậy. Và nó sẽ bọc ở phía bên ngoài. Đó là một cái lớp cao su. Lớp cao su này nó cũng rất là dày luôn. Đó, nó rất là dày, và ở phía đằng sau nó đây thì nó sẽ có một cái lỗ. Cái lỗ này mình không biết làm cái gì, có thể là để cho mình cột dây và sau đó thì mình sẽ máng lên trên mấy cây đinh, mấy cây móc này kia đó, có thể là vậy. Thì cái lỗ này nó sẽ có công dụng như vậy. Mình cũng còn những cái lỗ trên thân nó thì mình cũng không biết để làm cái gì, mấy cái lỗ trên thân này mình cũng không biết làm cái gì. Nó sẽ có những cái giác hút 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 cái giác hút để giúp cho mình linh hoạt và mình giữ cố định nó ở trên một cái bề mặt. Đương nhiên thì các bạn biết đó, thì giác hút thì mọi người cũng biết rồi, nó sẽ chỉ hút được ở những cái bề mặt sạch thôi, dạng mà giống như là gạch men nè, trên trên nền gạch, trên tấm kính đó, trên nền gạch, trên tấm kính thì nó sẽ hít được. Còn nếu mà ví dụ mà hít lên trên tường sơn vôi này kia, hoặc là hít lên trên những cái tấm mà có những cái đường vân 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 như thế này nè, thì sẽ không có hít được, bởi vì do là không khí á, nó sẽ chèn vào trong bên đây, và cái hít đó thì khi mà hít vô
thì nó sẽ đẩy không khí ra và nó sẽ bám chặt lên trên cái bề mặt. Còn trên đây có những cái đường vân á, nên là nó sẽ không có hít được đó, nó không có hít được, nó không có chắc cho lắm. Mà nói chung ra thì cái cây này nó cũng khá là dài. Cái này thì mình có thể làm cây gậy selfie cũng được đó, mình có thể linh hoạt, mình điều chỉnh từng góc độ này kia, mình muốn như thế nào này kia cũng được luôn, nó rất là linh hoạt đó. Hoặc là mình dùng để thành cái cây mình tự vệ cũng được, mình đem theo cái cây này mình tự vệ cũng được luôn, bởi vì nếu mà đánh á, nó cũng khá là đau á. Đúng rồi, cái cây này đem theo tự vệ được đó. Đó, nó ngoằn ngoèo giống như là con rắn vậy đó. Mình có thể tùy chỉnh theo cái sở thích, cái góc độ mà mình mong muốn như thế nào. Chẳng hạn như là khi mà mình gắn lên trên tường như vậy đi, đó thì mình sẽ xoay cái đầu nó sao mà cho phù hợp với mình. Cái giác hút này á, thì nếu mà những cái bề mặt mà nó bị dơ á, chẳng hạn như là những cái vết tường gạch men này kia, mà nếu mà có bụi bẩn đi, thì nó cũng sẽ giảm đi cái lực hút của cái giác hút này. Thì lúc đó thì các bạn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt thôi. Và mình nếu mà mình muốn chặt hơn á, thì mình có thể là rưới một miếng nước lên trên những cái giác hút này. Thì nó khi mà có nước á, thì cái giác hút nó sẽ bám rất là chặt, và nó sẽ hạn chế được cái không khí nó sẽ vô. Thì đây là cái phần giá đỡ của mình đó. Cái phần giá đỡ này mình có thể gấp lại rất là gọn luôn, nhìn nó tự tự giống như là hình dáng một chiếc xe đua vậy đó đó. Và nó làm bằng nhựa thôi, nó làm bằng nhựa đó. Mình có thể kéo ra kéo vô như thế này nè, ở phía bốn góc cạnh của nó thì nó sẽ làm bốn cái mấu này để nó nhô lên, để nó giữ chặt cái điện thoại của mình đó. Giả dụ mình có cái điện thoại này đi, và sau đó thì mình giữ cái điện thoại, mình sẽ gắn nó vào đó, thì bốn cái mấu này nó sẽ ôm chặt cái điện thoại của mình, nó sẽ ôm chặt cái điện thoại của mình. Sau đây thì mình sẽ xoay nó vào. Cái phần này là cái phần ốc nè, ở phía dưới đây nó cũng có phần ốc để cho mình dặn nữa, thì mình chỉ việc là mình dặn nó vào thôi. Hơi khó dặn như ta. Không phải hơi khó dặn, mà do là cái phần con ốc á, với lại phần cái chuôi á, nó quá chặt với nhau đi, nên là mình hơi khó dặn một chút xíu đó. Thì mình để như vậy nè, mình sẽ dễ dặn hơn. Thì mình như vậy là mình đã được một cái giá đỡ điện thoại rồi đó, một cái giá đỡ điện thoại. Thì sau đó thì mình sẽ xoay, các bạn sẽ xoay theo cái chiều mà các bạn mong muốn, chẳng hạn giống giống như như vậy đó, thì mình sẽ xoay như vậy đi. Và cái giác hút này nó đặc biệt một cái á, là các bạn có thể gắn nó lên trên mọi nơi cũng được. Chẳng hạn như là mình có một cái lan can đi, thì mình sẽ quấn nó vài vòng ở quanh cái lan can như thế này, thì nó sẽ bám được đó, rất là dễ quấn đó. Thì mình sẽ quấn vài vòng lên cái lan can như thế này thì nó sẽ quấn được. Hoặc là các bạn muốn selfie ở ngoài ruộng, ngoài đồng gì đó, có những cái cành cây á, thì các bạn có thể tùy biến là các bạn bẻ nó lên trên những cái gốc cây á cho nó bám, và sau đó thì mình có thể selfie này kia được. Hoặc là cái tay cầm của cửa cửa xe hơi, cửa kính này kia đó. Bây giờ thì mình sẽ gắn lên trên tường thử cho các bạn xem nhé. Đây đây là mình sẽ gắn lên trên tường. Cái này nó hơi rắc rối một chút xíu, đó là khi mà mình gắn thì mình phải điều chỉnh cho những cái giác cao su này nè, nó sẽ thẳng hàng với nhau đó, thì nó sẽ thẳng hàng với nhau như vậy, thì sau đó thì mình mới gắn lên trên tường được đó. Thì mình sẽ gắn lên như thế này, bạn thấy nè, thì nó cũng rất là cứng rồi đó, nó cũng rất là cứng. Chẳng hạn như vậy đi đó, thì mình sẽ gắn nó như vậy, sau đó thì mình sẽ gắn cái điện thoại lên cũng không có thành một cái vấn đề đó. Mình gắn cái điện thoại lên như vậy thì nó cũng giữ được cái điện thoại của mình, để mình xoay lên
thì nó sẽ giữ được cái điện thoại của mình được. Lúc đó thì mình sẽ rảnh tay, chẳng hạn như là mình vừa ăn bánh mình vừa xem phim đi đó, thì mình sẽ gắn nó lên như vậy, mình sẽ điều chỉnh tùy theo cái góc độ mà mình muốn đó. Do là nó dẻo á, mình rất là dễ điều chỉnh những cái góc độ mình mà muốn để mình có thể xem phim một cách thuận lợi hơn đó, thì cái đó là tùy mình thôi. Và nếu mà ví dụ mà mình xài một thời gian á mà nó hết dính á, thì mình có thể là rửa sạch những cái giác khúc này, và sau đó thì mình sẽ vệ sinh những cái bề mặt giống như là bề mặt gạch này cho nó sạch, và mình rửa sạch những cái giác khúc này thì sau đó thì cái giác khúc nó sẽ bám rất là chặt đó. Các bạn thấy nè, bám cũng rất là chắc đó, nó kêu đó không, vì nó có 8 cái giác khúc lần. Nhưng mà các bạn nhớ là nếu mà muốn cho nó bám chặt đó, thì mình ít lắm thì mình phải ịn được 5 cái giác khúc đó, mình sẽ ịn được 5 cái, 5 cái giác khúc như vậy thì nó mới bám được. Và cách tốt nhất á, để mà nó hết một cách tốt nhất á, thì mình nên để cái giác khúc như thế này, tức là cho nó thẳng vuông góc với lại mặt đất á, chứ mình đừng có gắn mà giống như là mình gắn chéo chéo á thì nó sẽ không có bám chặt. Còn mình khi mà mình gắn như thế này nè, nó sẽ bám rất là chặt luôn đó, thì chỉ như vậy thôi.